đây là trận bán kết giữa đội Dũng Lộc và đội Hưng Binh. Đội Dũng Lộc là đội vô địch hạng B ở giải Hưng Binh vừa qua, và còn đội Hưng Binh là cũng một trong những cái đội được đánh giá là rất là mạnh. Hai đội trưởng này bắt thăm chúng ta chuẩn bị trận đấu. Ban tổ chức yêu cầu các trưởng đoàn của các câu lạc bộ là đăng ký người tới tới giao lưu các câu lạc bộ với anh Thanh ạ. Trong hai câu lạc bộ này thì đội Hưng Binh có cầu thủ Đông Ren và cầu thủ Thắng Tư, là hai cầu thủ rất là nổi tiếng và được nhiều người biết ở thành phố Vinh này. Còn đội Dũng Lộc thì có Thắng Điền Cầm Sát, là một những cầu thủ mới nổi và nhiều người chưa biết đến, bây giờ mới nổi trong mùa giải. Ban tổ chức yêu cầu các trưởng đoàn, các câu lạc bộ đăng ký người tham dự gala. Tỷ số bây giờ là 1-0 tiến về đội Hưng Binh. Ban tổ chức ạ. Lịch thi đấu chiều hôm nay là nội dung chung kết đá đôi sẽ đá trước, nội dung chung kết đá ba đá sau. 14 giờ. Ở Diễn Châu 14 giờ là 3 giờ. Điểm số cho câu lạc bộ Hưng Binh. Điểm số bây giờ là 2-0 thiên về đội Hưng Binh. Bóng không qua lưới. Không qua lưới, điểm số cho cầu thủ Hưng Binh 3-0. Ban tổ chức xin thông báo một lần nữa. Các câu lạc bộ xin đăng ký người tham gia gala tối nay. Rồi lách đi. Nói điểm số cho Hưng Binh 4-0. Điểm số bây giờ là 1-4. Điểm số cho Dũng Lộc. Dũng Lộc được quyền phạt bóng. Bỏ bóng rất tốt. Dũng Lộc bỏ bóng rất tốt. Bỏ bóng hay. Điểm số cho Hưng Binh. Điểm 5-1. 5-1. Lưới. Số cho câu lạc bộ Hưng Binh 6-1.
không có lưới, điểm số cho Hưng Bình 7-1. Câu lạc bộ Dũng Lộc xin hội ý lần thứ nhất. Một lần nữa ban tổ chức xin thông báo các trưởng đoàn các câu lạc bộ lại đăng ký cho Bắc Thanh tại bàn trọng tài ạ. Câu lạc bộ Diễn Châu lại đăng ký phi. Trận đấu đang tạm dừng vì hội ý giữa của câu lạc bộ Dũng Lộc. Rồi bây giờ trận đấu là được bắt đầu. 8 giờ tại nhà hàng Thùy Linh, chúng ta thể ra la giao lưu nhé. Hai câu lạc bộ đội sân chúng ta thi đấu. Trường đoàn của câu lạc bộ Quán Hành đó lại đăng ký với ban tổ chức với ạ. Câu lạc bộ Trường Thi ạ, anh Kiên đăng ký gala nha. Vít bóng không qua lưới, điểm số cho câu lạc bộ Dũng Lộc 2-8. Bóng ra ngoài, điểm số cho Hưng Bình 9-2. Không qua lưới. Điểm số cho câu lạc bộ Dũng Lộc 3-9. 3-9. Đông Xuân điểm số cho Hưng Bình 10-3. Trưởng đoàn của câu lạc bộ Đông Thọ đó sang đăng ký gà la với ban tổ chức ạ. Bình Khánh có đây không ạ? Câu lạc bộ Bình Khánh đăng ký bao nhiêu người đăng ký cho Bắc Thành nhá? Câu lạc bộ Việt Úc ạ. Trường đoàn của câu lạc bộ Hà Huy Tập có đăng ký không ạ? Đi.
2. Bóng ngoài sân để cho đội cầu vợt Dũng Lộc 71. Ai thưởng ban của câu lạc bộ Đức Vinh ạ? Xin mời lại ban tổ chức đăng ký người tham gia gala. Anh Sơn này lại đăng ký cho Dũng Lộc một chân này. Ngoài sân. Bóng ngoài sân. Bình tĩnh vào. Câu lạc bộ Hưng Bình xin hội ý lần thứ nhất. Câu lạc bộ Hà Huy Tập có ai trưởng đoàn ở đây không ạ? Câu hai câu lạc bộ vào chúng ta tiếp tục thi đấu ạ. Ngoài. Bóng ngoài sân. 91. Điểm số cho câu lạc bộ Dũng Lộc. 91. Tất bóng rất đáng tiếc. Tất cả hội Hương Bình 12-29. Trời ơi. Đánh bóng thôi là lưới. Điểm số cho câu lạc bộ Hưng Bình 13-9. Ôi, 11, 13, tiếp biến. Lại thua nào. 13, Hưng Bình xin lời lý lần thứ 2. Trận đấu tương đối căng thẳng và kịch tính. Hiện tại bây giờ thì đội Dũng Lộc đang đã là đi lên điểm và đội Hưng Bình thì phải hồi kỹ thuật để giảm xung. Okay, hai câu lạc bộ vào chúng ta tiếp tục thi đấu. Rồi tiếp tục hai câu lạc bộ lại bắt đầu tiếp tục trận đấu. Phạt bóng về Dũng Lộc.
rất hay. Bóng bật lưới sang sân 14-11. Hai bỏ bóng rất tốt. Trận đấu đã kết thúc và chiến thắng nghiêng về đội Hưng Bình. Hiện nay tại sân vận động diễn ra hai trận chung kết nội dung 2 người và nội dung 3 người. Mời kính mời tất cả khán giả đến xem và cổ vũ. Hiện nay vào thời điểm 14:30 tại sân vận động.